Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2019, kính mời các bạn xem bản tin cảnh khốn quẫn nhiều người Việt bỏ sang Anh mắc bẫy lừa vài chục mạng nằm đông cứng. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến rất nhiều hình ảnh rất đau thương, đó là việc 39 người vượt biên trái phép sang Anh và tại đó họ đã phải chịu một cái điều rất khủng khiếp, đó là chết cóng và ngạt ở trong chiếc container đông lạnh. Và hình ảnh 39 người chết chồng chất lên nhau trong chiếc container lạnh lạnh này ở Anh là hồi chuông cảnh báo tới chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam đã đưa người dân đến tận cùng của sự đau khổ khi điều đó được chứng minh là những con người đó đúng đường từ Việt Nam mà tới. Và điều này gần như khẳng định rằng ngày càng rõ ràng hơn. Và đây là hình ảnh mà các bạn thấy một số trang truyền thông quốc tế đã đăng tải về việc này một cách rất nhiều ở nước ngoài. Kinh tế khốn quẫn khiến nhiều công dân Việt Nam đi lao động chui ở Anh. Đây là một tấm bảng quảng cáo xuất khẩu lao động bên ngoài nhà máy thép ở Formosa ở Hà Tĩnh, được chụp vào ngày 28 tháng 10 năm 2019. Vụ 39 thi thể được tìm thấy trong thùng lạnh của xe tải bên ngoài thủ đô London của Anh, trong đó có nghi là có những di dân lậu từ Việt Nam, thu hút sự chú ý về vấn đề xuất khẩu lao động bất hợp pháp vốn biến hàng ngàn người từ những vùng quê nghèo khó trở thành nạn nhân của tình trạng đưa lậu người và buôn người. Các thi thể được phát hiện hôm 23 tháng 10 sau khi cơ quan tình huống khẩn cấp được báo về những người bị nhốt trong một container xe tải tại một khu công nghiệp ở Craig, cách trung tâm London khoảng 32 km về phía đông. Và điều này rất nghiêm trọng khi các bạn thấy rất rõ ràng ở trong nước tại Việt Nam thường xuyên có những cái biển hiệu như thế này để quảng cáo đưa người đi xuất khẩu lao động. Đương nhiên việc đó là hết sức bình thường và hợp lý, nhưng nếu họ đi theo con đường bất hợp pháp và thậm chí nguy hiểm đến tính mạng như chúng ta đã chứng kiến trong thời gian vừa qua thì đây là một điều rất nghiêm trọng đối với quốc tế và thế giới, và hình ảnh con người Việt Nam, đất nước Việt Nam cũng từ đây đã bị xóa nhòa. Và cho tới thời điểm này, các quan chức của Đảng Cộng sản và chính phủ Việt Nam vẫn chưa thể đưa ra thông báo cho người dân các tỉnh miền Trung đây có thực sự là những người Việt Nam hay không, và họ vẫn dường như chưa tìm được câu trả lời cho điều đó, mặc dù thời gian đã trôi ra qua khá lâu. Cảnh sát Anh vẫn đang cố gắng xác định danh tính của các nạn nhân trong vụ việc và kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng người Việt Nam ở nước này cũng như ở nước ngoài. Truyền thông chính thống ở Việt Nam đưa tin nhà chức trách Anh đã chuyển 4 hồ sơ và đã được Bộ Công an Việt Nam tiếp nhận. Quốc tịch của các nạn nhân chưa được xác định chính thức. Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Cường nói hôm 29 tháng 10 bên lề một hội nghị tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ông nói hai nước đang cố gắng tăng tốc tiến trình nhận dạng các thi thể, nhưng phải có thời gian nào đó đặt ra thì điều đó ông cũng chưa cho biết. Và hình ảnh rất đau thương này các bạn thấy là một người ông đang bế một đứa cháu là con một trong những người được cho rằng là nạn nhân trong chiếc container đông lạnh này, và ông đã rất đau khổ vì người con của mình ra đi và cuối cùng có thể sẽ nhận được cái kết quả rất đáng lòng, đó là không bao giờ trở lại với đứa cháu của ông này nữa, cũng như không bao giờ gần gặp ông. Và chúng ta đang chứng kiến rất nhiều những vụ việc đang diễn ra như vậy ở ngay các tỉnh miền Trung của Việt Nam. Và ngoài ra, riêng tại Hà Tĩnh, mới trong 8 tháng vào đầu năm 2019, đã theo thống kê thì đã có trên 40.000 người đã phải rời bỏ quê hương mà đi. Đây là thông báo chính thức của tỉnh nhà và một số thông tin truyền thông quốc tế cũng đã đăng tải. Và đây là hình ảnh của cô Phạm Thị Trà My, 26 tuổi, nhắn tin cho mẹ cô, được cho rằng trước khi chết, rằng tôi sắp chết vì không thể thở được. Kể từ khi tin tức 39 thi thể ở Anh được loan đi, nhiều người ở vùng quê thuộc Nghệ An của Việt Nam những ngày qua cho biết họ lo sợ bạn bè và người thân tìm đường sang Anh có thể chiếm phần đông trong số nạn nhân trong xe tải này. Nghệ An là một trong những tỉnh nghèo nhất của Việt Nam và là nơi xuất thân của nhiều nạn nhân của tình trạng buôn người mà cuối cùng có mặt ở châu Âu. Theo một báo cáo vào tháng 3 của Pacific Link, một tổ chức chống buôn người đặt tại Mỹ đã nói như vậy. Các nạn nhân khác thường được nói là đến từ tỉnh Hà Tĩnh lân cận, nơi mà trong 8 tháng đầu năm nay đã chứng kiến 41.790 người bỏ quê hương đi tìm việc nơi khác, kể cả ở nước ngoài, theo truyền thông nhà nước đã đưa tin. Và điều đó rất nghiêm trọng, các bạn cũng thấy dần khi những người trẻ như thế này, họ phải rời bỏ đất nước, rời bỏ quê hương, rời bỏ tổ quốc để đi tìm con đường mưu sinh ở nước ngoài, và họ phải chấp nhận mất rất nhiều tiền cũng như nguy hiểm tính mạng và bị tra đạp vào nhân phẩm, thì những người phụ nữ Việt Nam này của thế hệ mới dường như đã bị Đảng Cộng sản và
chính phủ Việt Nam bỏ qua và không chăm lo đến cuộc sống cho họ, cũng như không ngăn chặn được một cách hữu hiệu những cái đường dây đưa người bất hợp pháp ra khỏi Việt Nam cũng như thâm nhập vào các nước khác. Và thảm họa ô nhiễm môi trường tại các tỉnh miền Trung đã cướp đi sinh kế của hàng triệu người dân nơi đây. Điều đó dẫn đến sự ra đi ồ ạt của hàng trăm nghìn người dân từ nhiều tỉnh khác nhau của cả miền Trung, và báo chí quốc tế cũng đã đăng tải. Và hình ảnh các bạn thấy rất rõ ở đây là những một nhóm người trong tổng số 13 người mà phóng viên của báo Sun đã tìm hiểu và thấy trong trốn trong rừng ở Pháp. Họ đang phải ở trong những túp lều rất tạm bợ, không có công trình tối thiểu, cũng như phải ăn và uống, cũng như nước không được sạch, và đồng thời phải dùng củi để sưởi và để nấu. Và với cái nhiệt độ như ngày hôm nay ở châu Âu, các bạn đã biết bắt đầu đóng băng rồi, thì là nhiệt độ âm 3 độ ở một số nơi, và trong rừng thì các bạn biết càng lạnh hơn vì ở đó xa thành phố. Cho nên những người Việt Nam này với những cái trang phục của mình đi chỉ mặc những cái quần áo mà mùa thu mà thôi, thì khó có thể chống lại cái rét của châu Âu, và họ sẽ rất vất vả, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành của Ủy ban cứu người vượt biển, viết tắt là BPSOS, và là người đồng sáng lập liên minh CAMSA, tức là liên minh bài trừ nô lệ mới ở châu Á và châu Âu, nói việc nhiều người dân từ hai tỉnh miền Trung này ồ ạt ra xuất khẩu lao động cho thấy tình hình kinh tế khốn quẫn mà họ phải đối mặt kể từ sau thảm họa ô nhiễm môi trường biển do công ty Formosa gây ra vào năm 2016. Nghề đi biển của họ hoàn toàn chết, ông nói. Một số giáo xứ chúng tôi liên hệ lạc trước đây có cả trăm thuyền đánh cá, bây giờ bán sạch rồi bởi vì không ra biển được. Ra biển rất khổ bởi vì gần bờ thứ nhất là không có cá nữa, đánh về không đủ ăn, đi xa thì nữa thì bị đuổi bởi tàu Trung Quốc. Không còn sinh kế thì phải làm sao đây, đi ra thành phố thì kiếm đâu có đủ sống, vì nghề đi biển họ tương đối có thu nhập khá, không đủ sống ở thành phố thì phải đi lao động thôi, rất dễ bị thuyết phục, bị lừa gạt, ông nói. Và quả thật thì các bạn cũng thấy trong thời gian vừa qua, chứng kiến việc rất nhiều người đã bỏ ra tới 20-30 ngàn bảng Anh, tương đương với trên 800 triệu đồng Việt Nam để ra đi như thế này, và không phải ai cũng tới đích, mà rất nhiều người đã bỏ mạng dọc đường, và đấy là một cái điều đau khổ mà báo chí quốc tế đã đăng tải liên tục. Tuy nhiên những việc như vậy thì báo chí trong nước dường như không tường thuật một cách chi tiết và đầy đủ. Nhiều người đã bỏ mạng trên các hành trình tìm cuộc sống mới. Những người đến được miền đất hứa thì trong số họ cũng rất nhiều người đã phải vỡ mộng vì cuộc sống thực tế không phải như những điều mà những kẻ buôn người trước đó đã nêu ra. Và chúng tôi xin chia sẻ hình ảnh tiếp theo đây là lao động xuất khẩu Việt Nam vỡ mộng xứ người. Đây là hình ảnh lao động ở nơi xứ người, với nhiều người bỏ ra số tiền lớn để lao động ở nước ngoài và với mộng đổi đời, nhưng thực tế khắc nghiệt đã khiến họ vỡ mộng. Cách đây 3 năm, tình cờ gặp Quỳnh, một chủ hiệu làm móng ở thị trấn nhỏ phía Bắc Anh Quốc. Một lần khi tôi ghé thăm, Quỳnh nói muốn nhờ giúp đỡ cho một người bạn của mình là An mới sang. Người này bỏ một khoản tiền để sang Anh theo diện du lịch, nhưng muốn trốn ở lại để đi làm. Quỳnh nghĩ mình rằng tôi có thể giúp môi giới tìm cho An một khóa học nào đó, và nhân đó may ra họ có thể ở lại lâu dài hơn. Nhưng nó không có tiền đâu, có bao nhiêu tiền đã chi hết cho chuyến bay và mấy tuần đầu ăn ở đây rồi, Quỳnh nói như vậy. Và số phận của người đó ra sao thì chúng ta thấy, vì nhập cư vào Anh bất hợp pháp nên những người dân từ miền Trung đến Anh phải đối diện rất nhiều hiểm nguy, và đây là những cái thông tin mà chúng tôi xin chia sẻ thêm. Đây là hình ảnh của thợ làm nai của Việt Nam, tức là làm móng tay tại Anh. Theo Quỳnh, nếu giúp được An ở lại lâu hơn thì Quỳnh có thể tạo điều kiện cho An làm ở tiệm móng. Nhưng vấn đề là An không biết tiếng và tiền thì đã hết sạch, thì không thể hiểu sẽ học khóa học nào. Tôi còn chưa kịp hiểu ai có thể giúp được An trong những điều kiện như vậy, thì mấy ngày sau Quỳnh thông báo rằng An đã bỏ trốn biệt tung tích khỏi nơi ở trọ. Và rất dễ các bạn có thể nhận ra cái đường đi của An là đâu. Đấy là những cái tiệm làm móng tay bất hợp pháp, thuê người bất hợp pháp, và nhiều khả năng là những người tên như An như vậy họ sẽ vào làm việc trong những cái nơi trồng cần sa với những cái tội phạm rất lớn tại Anh. Và đó là cái điều mà hiện nay nước Anh cũng đang rất mạnh tay để tìm những cái nơi sản sinh ra những chất gây nghiện này. Và nhiều người đã bị cảnh sát Anh bắt và trục xuất về Việt Nam cũng chính vì điều đó, khi họ làm bất hợp pháp trong các tiệm làm móng tay, khi họ đến trồng cần sa và làm rất nhiều việc khác nữa. Và hình ảnh những thông tin chúng tôi xin chia sẻ thêm
Những trường hợp như An không phải là hiếm, họ tìm đường sang Anh như thăm người thân, du lịch hoặc đi học ngắn hạn nhưng sau đó không về. Chưa biết có kiếm được việc làm hay không, nhưng tương lai bấp bênh và họ luôn sống trong sợ hãi khi bị cảnh sát bắt. Nhiều trường hợp sau một thời gian trốn chui lủi bị bắt, bị giam rồi trục xuất về nước, tiền mất tật mang. Một trường hợp khác là Mai, đang thất nghiệp ở Việt Nam thì có người giới thiệu sang Hàn Quốc hái nho kiếm khá nhiều tiền, lại không phải vất vả gì, mỗi tháng ít nhất kiếm được 30 triệu theo lời tư vấn. Thêm nữa, người tư vấn nói cảnh ở Hàn Quốc đẹp, đồ ăn ngon, như thế vừa đi làm vừa kết hợp du lịch luôn. Mai liền mua vé máy bay rồi đi luôn, nhưng sau đó thì vỡ mộng. Và hình ảnh các bạn thấy ở sân bay Nội Bài của Việt Nam chen chúc nhau rất nhiều, để trong số đó chắc chắn là có nhiều người đi theo tình trạng như vậy. Và số phận của những người đi sang các nước khác rất gian nan, và cái kết quả là đây. Và đây là hình ảnh của những người nông dân làm việc trên cánh đồng tại Hàn Quốc, nơi mà cô Mai được cho rằng là cũng làm như vậy. Hôm 29 tháng 10, qua một cuộc nói chuyện, Mai cho hay tưởng sang đó sướng lắm. Hóa ra phải làm hùng hục từ sáng sớm tới chiều, làm luôn tay, chỉ nghỉ vài phút giữa các ca rồi lại làm. Mỗi ngày lương tính ra khoảng 1 triệu đồng Việt Nam, nhưng tháng đầu phải nộp cho người môi giới 7 ngày lương. Nhà thuê không rẻ nên tiết kiệm phải thuê ở chung với nhau, nhiều người rất bất tiện. Làm không có ngày nghỉ thì mới mong kiếm được chút tiền tiết kiệm. Nếu ốm hay muốn nghỉ thứ bảy, chủ nhật thì sẽ không có lương cho những ngày nghỉ. Mang tiếng ở Hàn Quốc nhưng Mai chỉ biết mỗi ruộng nho, chứ không có thời gian và cũng không có đủ tiền để đi chơi ở đâu. Ngày mùa hè phơi nắng ngoài ruộng cả ngày rát mặt. Nếu là mùa đông thì mưa tuyết lạnh thấu xương, đó là chưa kể cứ 3 tháng lại phải ra khỏi Hàn Quốc để gia hạn visa rất tốn kém. Tính ra số tiền giành được chẳng là bao. Mai thấy quá cô đơn và chán nản nên đã bỏ về Việt Nam. Là vậy, các bạn đã thấy rất rõ là hoàn cảnh con người Việt Nam khi ra đi làm rất nhiều việc khác nhau, và họ cuối cùng cũng có những kết cục khác nhau. Có những người may mắn thì có thể tìm được công việc và làm lậu để gửi tiền về quê hương, nhưng cũng có những người phải bỏ mạng, như các bạn cũng đã chứng kiến việc 39 người trong container lạnh vừa qua. Và cũng có những người như cô Mai sang đến nơi cuối cùng thì không thể làm được công việc này vì thu nhập không được nhiều và cũng rất vất vả, chứ không phải là như nhiều những người môi giới đi lậu nói như vậy. Và những người nông dân miền Trung, họ cũng đã buộc phải rời bỏ mảnh vườn đấy, và trại chăn nuôi của mình để ra đi mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn và với thu nhập có thể tốt hơn. Đây là hình ảnh mà các bạn thấy trên trang báo truyền thông quốc tế đã đăng, là đây là ảnh ông Trần Trung Thực đang làm việc tại Đài Loan. Nhiều hệ lụy ở quê nhà. Đi làm xứ người đã vất vả và để lại nhiều hệ lụy ở quê nhà, như lời ông Trần Trung Thực, 47 tuổi, quê Bắc Giang, hiện đang lao động tại Đài Loan. Trao đổi hôm 29 tháng 10 về cuộc sống ở xứ người, ông Thực nói: tôi tham gia vào đội quân được gọi là Mỹ Miều xuất khẩu lao động, thực chất là đi làm cu li lao động chân tay ở Đài Loan từ năm 2016. Trước đó tôi là nông dân, nhưng ruộng ít quá, cấy cày hay nuôi gà vịt, thu nhập ít lại bấp bênh, nên tôi cuối cùng nhiều người trong làng đã phải ra đi. Trước khi đi, ông Thực phải vay ngân hàng 160 triệu đồng để trả tiền môi giới. Sau khi sang Đài Loan, ông nhận được mức lương 23.100 đài tệ, trừ mọi khoản chi phí chỉ còn 12.000 đài tệ, tương đương khoảng 8 triệu đồng Việt Nam một tháng. Đây là ông đã chia sẻ như vậy. Và họ đã rất vất vả để kiếm được đồng tiền bằng mồ hôi, nước mắt và nỗi khổ xa gia đình, xa con từ quê hương Việt Nam. Và những thông tin tiếp theo. Như vậy là sau 3 năm đi làm tiết kiệm lắm, tôi mới để được gần 300 triệu đồng Việt Nam, nhưng lại phải trừ tiền gốc 160 triệu vay mượn đi lúc đầu, chưa tính lãi suất, nên còn vỏn vẹn có 128 triệu đồng Việt Nam mà thôi. Để có hơn 100 triệu đồng ấy gửi về nuôi vợ con ở quê nhà, hơn 2 năm trời ông Thực phải làm công việc mạ kim loại rất độc hại. Ngày làm 8 tiếng liên tục không nghỉ, chỉ thay phiên nhau ăn cơm xong rồi lại làm tiếp. Ông nói ông Thực sau 2 năm đã mắc bệnh đau bao tử, đã có lần phải nhập viện. Mãi gần đây ông Thực mới được chuyển sang làm ở xưởng làm chống đỡ độc hại hơn. Thì đây là cái điều chia sẻ của một cái người thực sự đã ra đi để xuất khẩu lao động, và với mức lượng số tiền chỉ một tháng cuối cùng được 8 triệu và gửi về để nuôi cả nhà. Và sau đó chắc chắn rằng với công việc làm mạ như ở ông Thực thì những cái bệnh tật mà kèm theo sau này về lâu dài chắc chắn sẽ rất nhiều, và tiền thuốc cũng như là sức khỏe bị mất đi thì có lẽ không gì lấy lại được.
và hình ảnh 39 nạn nhân chết vì ngạt và cóng tại container đông lạnh tại Anh đã nói lên một điều tất cả, đó là sự dã man của Đảng Cộng sản Việt Nam, của chủ nghĩa xã hội tại trong nước, khi bộ máy chính quyền gần như tê liệt trước các hoạt động buôn người và đã đẩy rất nhiều hoàn cảnh con người Việt Nam đi ra khỏi xứ, bị tủi nhục, bị lợi dụng, và cuối cùng họ cũng không có nhân quyền khi đến những nước đó. Và rất đông người dân đã phải ra đi trên hành trình bất hợp pháp đầy đau khổ để tự lo cho bản thân và gia đình của mình. Và chỉ có các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam là vẫn ung dung cai trị người dân và vẫn tiếp tục tham nhũng. Có lẽ trong số này có nhiều đảng viên Đảng Cộng sản đã tiếp tay cho các băng đảng buôn người kiếm tiền trên chính sự tang thương của hàng triệu người dân Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy bình luận và chia sẻ video này cũng như cho chúng tôi biết những thông tin mà các bạn quan tâm để có thể phục vụ các bạn trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Và các bạn hãy bấm nút theo dõi của Facebook cũng như YouTube của Thời báo.de để luôn nhận được những thông tin mới nhất. Chào các bạn, Trung Khoa Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.